Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Việc cần làm để thực phẩm phục vụ đông người được an toàn cần để riêng thịt sống, thịt gà và các loại gia cầm, hải sản và trứng khỏi các loại thực phẩm không được nấu chín trước khi ăn như trái cây, rau xà lách, salad nguội và bánh mì. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, khi nấu ăn, chuẩn bị hoặc phục vụ thức ăn cho các nhóm đông người, điều quan trọng là phải giữ thực phẩm an toàn giữ vệ sinh sạch sẽ. Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 20 giây trước, trong và sau khi chuẩn bị thức ăn và trước khi ăn. Rửa tay sau khi sử dụng phòng tắm và chạm vào vật nuôi. Rửa thớt, bát đĩa, dụng cụ và mặt bàn bằng dung dịch rửa bát sau khi chuẩn bị từng món ăn. Tách thịt sống tránh khỏi các thực phẩm khác. Để riêng thịt sống, thịt gà và các loại da cầm, hải sản và trứng khỏi các loại thực phẩm không được nấu chín trước khi ăn, chẳng hạn như trái cây, rau xà lách, salad nguội và bánh mì. Để riêng thịt sống, thịt gà và các loại thịt da cầm, hải sản và trứng với các loại thực phẩm khác khi đi chợ và trong tủ lạnh Sử dụng riêng thớt, đĩa hoặc dao cho thịt sống, thịt gà và các loại da cầm, hải sản, một thớt, đĩa dao riêng cho nông sản, bánh mì và các loại thực phẩm không cần nấu chính khác Nấu thực phẩm đạt nhiệt độ an toàn Sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đảm bảo thực phẩm được nấu ở nhiệt độ đủ nóng để tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh Thực hiện theo các hướng dẫn thời gian chờ khi thực phẩm được chế biến bằng lò vi sóng. Luôn theo các hướng dẫn chế biến thức ăn và chỉ dẫn về thời gian chờ, đó là khoảng thời gian bảo quản thực phẩm an toàn sau khi chế biến. Quy tắc 2 giờ. Một số thực phẩm sẽ nhanh chóng trở nên không an toàn nếu không được làm lạnh hoặc đông lạnh, chẳng hạn như thịt, thịt gà, các loại gia cầm khác, hải sản, sữa, trái cây gọt sẵn, rau và đồ ăn thừa đã nấu chín. Loại bỏ thực phẩm dễ hỏng sau khi đã để bên ngoài quá 2 giờ và 1 giờ đối với thực phẩm để ngoài trời nóng, chẳng hạn như thức ăn phục vụ trong buổi dã ngoại hoặc bữa ăn ngoài trời. Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.